Đây này các bạn ơi. Đó. Thành phẩm nha, thành quả nè. Rất là ngọt luôn. Hai chào các bạn nha. Chào các bạn đã đến với cái kênh mình hôm nay thì ngày cuối tuần. Rồi vô tình mình phát hiện được có một ổ ong ở phía sau vườn mình đó. Nên bữa nay mình sẽ thử thách bắt ổ ong nha. Hôm nay mình cũng trang bị cũng khá nhiều đồ bảo hộ bạn. Găng tay, kính, khẩu trang, nón, áo khoác. Phải hạn chế cái vụ mà ong nó chích mình nghe, mình không biết là ong đó ong gì nữa, nhưng mà mình nghĩ chắc là ong ruồi quá. Tại vì cái đợt mà có cái ổ ong ở chỗ cây me này nè, là mình đã bắt hết một ổ ong rồi. Ổ ong nó nhỏ xíu à. Còn đợt này thì ổ ong nó bự hơn. Mình không biết nó sao nữa, nhưng mà cố gắng là mình sẽ còn đây nè, lại đây cho các bạn xem. Bạn đi theo mình nè. Đây đây. Hơi khó thấy các bạn. Đây nè. Thấy không? Nó ngay ở tay mình chỉ có một cái ổ ong nữa. Đó. Mình sẽ bắt coi chưa. Rồi bây giờ mình sẽ mình có mang theo con dao nè. Rồi mình sẽ đây, mình có chuẩn bị sẵn một cái cây rất là xa, ví dụ để thui cái ổ ong cho nó ra khói để cho nó đi bớt, để mình có thể dễ thu hoạch nó hơn nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ leo lên, một lát sau thì cháu mình sẽ dùng cái con đuốc này nè để nó đốt, để xua cái ổ ong đi. Rồi bây giờ mình sẽ leo lên các bạn. Bỏ dậy đi thôi. Nên dãy cây em trời. Đây lần đầu tiên chú cho mình bắt ong. Ong này rất là nhiều mặt luôn rồi. Sẽ bắt ong như người. Quay chưa? Rồi. Để mình sẽ cân cảnh cho người luôn. Đây 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 đây. Cận cảnh luôn nha mọi người. Hà lửa nè. Chú Tư, cho nó ra khói đi, chứ Tư đứng đốt không. Rồi chú Tư rồi. Mà nhìn thấy nguyên người. Mình sẽ giọt xa xa ra chút. Chặt được chú Tư, chặt được rồi đó. Thấy gì chặt được rồi đó. Nó xỉn hết rồi, khói ra xỉn hết rồi. Chỉnh nha Tư. Gớt. Chỉnh cầm 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 cầm. Ê. Rồi. Còn cái đó kìa, cái mặt. Mặt thấy không? Thấy Tư. Nó làm à. Trời ơi. Nó làm thôi. Gớt ông dữ lắm rồi. Nghe thất bại. Đây này các bạn ơi. Đó. Thành phẩm nha, thành quả nè. Rất là ngọt luôn.